Mình mới cấp 900 và đang ở C2 mà mình muốn up tập thọ V3. Nghe nó cứ sai sai kiểu gì nhỉ? Chào các bạn nha, Hubba Gamer đây. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục tới với ngày thứ tư trong thời giờ trái cây nha. Ý mình là lốc phút các bạn ơi. Thì mục tiêu của ngày thứ tư của chúng ta đây chính là lấy tộc thỏ xong rồi cố gắng nâng cấp nó lên được V3 luôn các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ mình chỉ mới cấp 900 thôi ấy. Các bạn đang tò mò là mình sẽ lấy bằng cách nào đúng không? Thế thì các bạn phải xem hết clip này của mình rồi. Và các bạn đừng quên là giúp cho mình một like nha nếu như các bạn vẫn thích những video về lốc phút của mình. Và bấm đăng ký kênh nữa nếu như bạn là người mới đến với cái kênh của mình, và bấm một cái chuông kế bên nha thì các bạn sẽ nhận được thông báo khi mình ra video mới mỗi ngày lúc 6 giờ chiều nha. Còn bây giờ thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với ngày thứ tư trong thời giờ trái cây nha. Thì mình có tập comment của mọi người ở tập trước thì các bạn yêu cầu mình là đi lấy cái độc thỏ rất là nhiều luôn. Mình sẽ đi lấy độc thỏ và mình cũng sẽ up nó lên V3 luôn. Nhưng mà muốn có độc thỏ thì chúng ta cần phải có 3.000 điểm map để mà gặp với ông nào quán cà phê các bạn ơi. Xong rồi mình mua random một cái tộc nào đó, khi nào mà mình random ra được độc thỏ thì thôi các bạn ơi. Tại các bạn yêu cầu mình lấy độc thỏ mà. Ok, đi gai kiếm điểm map nè mấy đứa ơi. Đây đây đây, cửa rồi. Rồi đây nha, đây. Đỏ này, xanh dương này, xanh lá. Rồi xanh dương. Rồi let's go. Đi gai cái nào nó rẻ nó dễ dễ đi cho anh đi vậy. Dạ đúng rồi. Lắc thế. Ây da, cho em gái thường thôi, chém tôi quá ngàn máu sao tôi chơi. Giờ anh ngồi bên đây để em với thằng Phật tổ đi qua. À ok, thôi mấy đứa đi. Ghê quá à, anh đi xem thôi nha, chứ không dám đụng chạm đâu. Dạ ok anh. Anh chạy em vòng thôi. Nhưng mà nhớ cẩn thận mấy này nó quánh chúng anh nha. Ok, một thằng mới qua C2, lên cấp 900 xong đi gai. Nghe là cứ sai, các bạn thấy đúng không? Cho nên là cái việc mình vào trong này là mình chỉ có AFK thôi. Mà AFK thì mình tự nghĩ một sổ mà, thì có gì đâu mà quay. Sau này mình farm lên level cao rồi, mình khỏe rồi thì mình sẽ quay cận cảnh cái quá trình mình đi gai cho các bạn xem nhé. Khẩu ghê, đi gai đồ ngồi không cho người ta đánh thôi. Lấy tìm báo buồn. Ai. Tí thì mắc ngàn ép rồi. Vô nổ Hiroshima. Nào đến rồi vậy. Ôi xong à, quá đầu năm này. Một lần một vườn nó cũng được 1.000 máu luôn anh ơi. Thì mấy đứa đánh tới anh ngoài này mà anh có vào đâu. Tổ lo con bó đi nha. Trời ơi, sao đá của chùm qua bình anh này. Khổ. Ủa anh đứng đâu vậy? Anh đứng ngay chỗ của chùm luôn ấy. Thì banh xác rồi. Ôi như này thì mày đừng có mới cấp 900 mà không đi gai một mình được đâu. Ôi xong rồi này, 16 phút xong rồi. Gì đó anh. Ôi tiếp, còn 2 lượt nữa mới đủ 3.000. Đào vô á. Đúng vậy. Ở trong nhà đứng được không? Ôi, ngồi áp cả cho xuống đi, chạy vòng chết rồi, mắc ngàn ép cho trái không. Rồi gái đã giờ được 4.600 rồi nè, ép rồi nè, giờ đi random như nào. Đi qua quán cà phê em ơi, mà nói chuyện với cái ông này. Đâu xem nào, nói chuyện nè, trao đổi anh. Ơ cái gì đấy, đã đổi 3.000 viên thạch với thay đổi chủng tộc, anh được cái gì? Ôi, ai rồi anh? Ơ, tới thỏ anh ơi, ớt kìa. May mắn anh ơi. May mắn thế à, tập thỏ đi anh, bởi vì cái gì nhờ? Vì lượng nhanh nữa anh. À thế bây giờ mình up nó lên V2, V3 thì nó còn xịn nữa đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ok, let's go. Đây. Nói chuyện trong này đúng không? Tôi không nghĩ bạn đang sẵn sàng. Ôi này, em quên 950 mình mới up được anh ơi. Rồi ok, đi farm luôn. Let's go. Đi farm luôn. 15 phút nha. Ok, speedgun đây. Rồi. Phát cuối. Rồi ok. Đấy, 915 rồi. Tiếp. Ok, 918 rồi. Rồi, những cú nhá. Đấy, 25 rồi này. Thôi, lại tiếp thêm 15 phút nha mấy đứa ơi. Con này một phát là dư rồi, con này phát trên 150 chặt. Anh đánh nửa cây tụi em vô đánh nó. Rồi chơi đi. Đấy. 51 này, 50 rồi, bây giờ up V2 được rồi đúng không? Đi. Tôi không nghĩ bạn đã sẵn sàng nữa rồi, what the hell gì vậy? À không, mình phải làm cái nhiệm vụ nắm cái con kia nữa. Nắm con gì? Nhiệm vụ đấu trường anh. Rồi đi, tao nhiệm vụ con này, thằng này đúng không? Bạn sẽ giúp đến bạn 50 hạt squad lần nào. Đâu xem nào. Ui, 50 con này thì nhanh mà, nãy giờ đánh không chết luôn rồi. Ui trời ơi, tính ra nãy giờ là nhận là xong luôn rồi á. Đúng rồi á. Ê trời ơi. Go, sắp bây giờ, speedrun đi. Rồi, con cuối nè.
Bụm. Ui, lên cấp nhanh đấy, một phát lên 5 cấp thế này. Ui, bây giờ mình qua nói chuyện gì đó tiếp. Đấy, cửa đâu. À, ok. Làm tốt lắm, giờ đến thủ lĩnh của chúng, hãy tìm và đánh bại Jeremy. Dạ. Này đơn giản. Cái này mấy đứa cứ đợi anh lo. Chết luôn. Không chết à? Đây, chết luôn này. Bơi này. Đấy. Vậy nó chết rồi mà sao nó mỏ mồm nghe nói chuyện nhanh như đúng rồi vậy? Giờ mình chạy qua cái lâu đài nè. Phải à, đi V2 khổ thế. Lên đây chứ lại cái bàn này. Để mình chụp cho. Là mình phải chụp lại cái bàn này hả? Đi giờ mình chạy qua đấu trường. Rồi qua đấu trường rồi tiếp. À, giải mã đúng không? À đây cái này trước nè, quét ngược, ngang, tiếp là cái này. Ờ à, đây. Rồi ok, chữ M, chữ F. Ở đây. Chữ nào và chữ B. Rồi ok, ra đi mấy anh em. Rồi nó ra chưa? Dạ ok, giờ mình đi tập với Han ơi. Ok, cửa em ơi, let's go. Đi ngủ đi. Đi ngủ rồi, đúng rồi á. Quá là buồn ngủ rồi. Có vẻ như bạn vẫn chưa mở phá tiềm năng tối đa của mình. Nếu bạn đang tìm kiếm thêm sức mạnh, tôi cần bạn mang cho tôi 3 loại hoa khác nhau. Ok, đi nhặt hoa xuống đó. Đánh mấy con này để lấy hoa vàng được không? Ok, chơi. Vẫn chưa ra gì hết. Bên đây nữa. Chưa ra luôn. Nãy qua lại cái con nó quýnh 50 con quá, hồi nãy còn nhanh hơn. Ủa đánh con đấy cũng ra nữa hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Sắp 10 giờ rồi nè. Vẫn không ra ta. Cái dao anh, dao. Ủa gì ra sao biết hay vậy? Bấm số 2 lên. Oh shit, trời tôi ra rồi tôi không biết luôn. Oh my god. Đi qua đây nè. Ông hoa đỏ nằm đây nè. Rồi, hai hoa rồi, tiếp, còn bông nữa. Qua cái đảo nhỏ dưới biển em. Cái đảo đó không có nằm trong cái đâu thì lăn qua thôi, đi. Đánh điện quá lô. Ủa đi lên hả? Rồi. Không có bông anh ơi. Trời sáng nên nó không có mọc anh ơi. À phải trời tối à? Trời mình. Ủa sao nãy lúc tối không qua lấy luôn. Ờ thấy rồi. Ơi finally trời ơi mệt quá rồi, ba hoa này tiếp sao nữa. À chạy qua nói chuyện thằng này đúng không? Ok. Giờ mình sẽ tốn với giá 500 để mình tỉnh lên up lên V2. 500.000. Thức tỉnh chưa? Ủa chủng độc của bạn vô tiến hóa rồi này. Ủa chạy nhanh hơn rồi này. Anh hơn tấm quy anh. Đây. Nó nhanh hơn. Ờ nó xa hơn. Ồ ra là vậy. Muốn up lên V3 mình phải farm lên cấp 1000. Đi qua bên đảo. Đảo sắc sống farm cho nhanh đi. Farm bên này thì nhanh mà mình farm mấy cái con mà ngang cấp mình thì lẹ lắm. Farm xong mấy con zombie này mình qua farm mấy con ma cà rồng mới nhanh hơn. Ủa cái bông hoa xanh nó nổi lên nè. Ôi bông hoa xanh là đấy. À, em cũng quên nói là bông hoa xanh nó nhiều chỗ spa lắm anh. À, ôi giờ cũng đâu cần đâu trời ơi. Giờ chỉ cần lên cấp 1000 thôi. Rồi ok, qua farm đi. Thay quay là sát sống nhanh hơn á, sát sống nó spawn nhanh lắm. Con này lâu quá. Ôi chín chín đó này. Rồi sao? Đấy, 1000 luôn, 01 luôn, nhìn ức chế thế nha. Đi qua bên trời lại cà phê nha. Là bây giờ anh phải có một trái ác quỷ trên 1 triệu thì mới đi đánh được cái con boss ở trong kia đúng không? Đúng rồi anh. Ôi trái Phật tổ hơn 2 triệu à? Rồi anh có này giờ phải như thế nào nữa? Mày lên cái chỗ cái ông trên kia anh. À trên này hả? Đưa trong này đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi cho này. Đây là một trái cây tuyệt vời. Một nói xịn phải mắc hơn 1 triệu à. Đâu xem nào, đánh thằng này đúng không? Mình gặp rồi đúng không? Nó hai dạng. Anh đánh nó chết một dạng ngay vào tài với cát và bay vô đâm. Khỏi mà. Thế ví dụ nghe nó có chịu không? Thế dạng hai nó có chịu. Thôi cho anh hạng 2 phục anh. Cái gì dạng 2 rồi nè. Hạng 2 chưa? Anh phục nha, đấy. Vậy thế là chuẩn bị lên V3 rồi đúng không? Dạ đúng rồi. À đây đúng không? Ok. Đâu xem nào, V3 đâu. Sức mạnh tiềm ẩn. Ta biết điều này hẳn là khó hiểu. Rồi khó hiểu thì thôi, chào quan tâm đâu. Khi bạn đã thu thập được 30 gương kho bào á. Rồi ok, đi lượm gương mấy đứa ơi. Đi lượm gương. Chia nhau tìm đi. Phải nhớ số nha. Ờ, phải nhớ, phải đếm à. Rồi, một gương này. Có một cái này. Rồi, 2 gương nha. 3 này. 4 này. Rồi, 5 này. Ở dưới đây à. Rồi, 6 á. Qua trong tiệm tập 3 này. Rồi, chín. Ok. Tiếp. Ở đây. Rồi, 10. 14.
Rồi 18 này. Ơ là xe bon này. 22 này, 23 này, 25. Đây, 28 này. 29 này. 29 này, let's go. Em cá nữa thôi. Bên đây á. À đây 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 đây, rồi cái 30 này. Let's go. Rồi 30 luôn anh ơi. Let's go. Ok ok ok. Là mình xong rồi đúng không? Đâu còn làm gì nữa đâu đúng không? Còn sắp được đi ngủ rồi mấy đứa. Đâu xem nào. Thương ngài. Trả này. Hai chị Billy, oh my god. Rồi, đến chạy nhanh hơn. À, nhanh chạy đi. Ui, anh mọc ra tôi này. Ở đây đây đây, hồi này. Rồi là test này, test này, test này, tới này, tới này. Giờ anh vừa chạy, anh vừa quy anh. Bấm quy, bấm quy. Ui 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 ui. Bởi sao là cái tộc thỏ này nó đang mê ta? Thì ra sẽ nhanh qua qua C3 là map nó còn rộng hơn nữa mà đúng không? Dạ đúng rồi. Hầu như là mọi người đều dùng tộc này mà đúng không? Dạ đúng rồi. Mình nghĩ mình cũng sẽ dừng cái video này thôi các bạn ơi, tại vì bọn mình chúng ta trải qua một đêm rất là dài rồi đấy. Cho nên là nếu các bạn vẫn thích những video vlog food của mình thì đừng quên là giúp cho mình một like để cho mình có động lực ra tiếp cái ngày thứ năm nha các bạn ơi. Và nếu các bạn có nhu cầu gì hay muốn mình lấy cái gì đó hay muốn mình đạt cái gì hay làm cái gì thì cứ comment xuống phía dưới cho mình nha. Và nếu như bạn vẫn chưa bấm đăng ký kênh nữa thì ngay và luôn đi, tại vì là cứ 6 giờ chiều mỗi ngày mình sẽ ra video mới cho các bạn xem. Còn bây giờ thì chúc các bạn có một buổi tối tốt lành nha. Bye bye.